Phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế La Hay PCA dự kiến sẽ công bố vào ngày 7 tháng 7 năm 2016. Khả năng tòa sẽ bác bỏ chủ quyền đường lưỡi bò do Trung Quốc tự ý đặt ra. Âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc đối mặt với nguy cơ phá sản. Sau phán xét, nếu tiếp tục gây hấn, chiếm đoạt các hòn đảo đá còn lại, Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng cố tình vi phạm luật pháp quốc tế. Không chỉ thể diện, hình ảnh của Trung Quốc cũng bị tổn thương, uy tín quốc tế về mặt ngoại giao bị giảm sút, và khả năng Trung Quốc đối diện với một lệnh cấm vận toàn diện. Cuộc cấm vận do nhóm G7 và Liên hiệp châu Âu trừng phạt sáp nhập phi pháp bán đảo Crimea đã làm cho nền kinh tế Nga điêu đứng. Các nhà lãnh đạo thuộc nhóm G7 có nền công nghiệp phát triển hôm 7 tháng 6 năm 2016 tiếp tục duy trì trừng phạt đến khi nào Tổng thống Nga Vladimir Putin và phe ly khai tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hòa bình Minsk. Đây là ý chí duy trì luật pháp quốc tế của nhóm quốc gia đại diện cho hành tinh, cũng là một quyết tâm ngăn chặn một tiền lệ đã sử dụng sức mạnh tham vọng chủ quyền trừng phạt Nga, nhưng trên thực tế là cảnh báo trực diện đối với các toan tính của Trung Quốc. Với một nền kinh tế dựa chủ yếu vào xuất khẩu hàng hóa, sản lượng công nghiệp chiếm 42,6% tổng GDP và 24 triệu lao động, trong khi 70% nguyên liệu nhập từ nước ngoài, nên nếu chịu một cuộc cấm vận toàn diện, Trung Quốc khó tránh khỏi sụp đổ. Chỉ cần giảm khoảng 50% sản xuất công nghiệp, 12 triệu người sẽ rơi vào thất nghiệp và sẽ là một đe dọa bạo loạn xã hội. Vì vậy, trước khi trọng tài quốc tế PCA phán xét, Trung Quốc buộc phải tìm mọi cách để thực hiện xong chương trình chiếm đoạt hoàn toàn Biển Đông để tạo thành thế đã rồi. Bất kể PCA phán xét thế nào, vì Trung Quốc đã chiếm được Trường Sa thì việc lật lại tình thế là không thể. Kinh nghiệm đã cho thấy như vậy cho đến thời điểm hiện tại. Phản ứng của Mỹ và thế giới dù gay gắt, quá trình bành trướng của Trung Quốc chỉ dừng rồi tiếp tục chứ chưa bao giờ lùi lại. Mục tiêu chiếm đoạt sẽ là Scarborough của Philippines và toàn bộ các hòn đảo đá của Trường Sa còn lại đang trong tay Việt Nam. Trường Sa và Scarborough chiếm được sẽ cùng Hoàng Sa tạo ra tam giác lõi của Biển Đông, kiểm soát trên thực tế hoàn toàn vùng biển bên trong đường lưỡi bò, biến phán quyết của tòa trọng tài PCA thành vô hiệu. Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trực tiếp với Trung Quốc, trong khi Việt Nam dù đang nỗ lực sát nhập lại gần Mỹ, vẫn còn đơn độc, chưa liên kết được với Nhật, với Mỹ bằng một hiệp định phòng thủ chung. Vì vậy, Trường Sa của Việt Nam phải được chiếm trước khi việc này trở thành phi pháp sau phán xét của tòa trọng tài, trước một liên minh phòng thủ với Mỹ, Nhật chưa được hình thành. Từ sau Shangri-La 15 và sau hội nghị đặc biệt của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Côn Minh, Trung Quốc, dù có được sự phản bội công khai của Campuchia, Trung Quốc vẫn thấy rõ tình thế bất lợi. Trung Quốc đang bị cô lập. ASEAN đa số đứng về phe Mỹ và Nhật và bảo vệ luật pháp quốc tế. Bất kể bà Hillary hay ông Trump trúng cử sau kỳ bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2016, chính sách của Mỹ chống lại mưu toàn bành trướng của Trung Quốc sẽ cương quyết và gay gắt hơn nhiều. Bà Hillary không hề giấu giếm thái độ không nhân nhượng, trong khi ông Trump không ngại dùng vũ lực. Cơ hội rõ ràng đang mất dần, thời gian không ủng hộ Trung Quốc, tham vọng chiếm đoạt Biển Đông hoặc phá sản hoặc phải trả giá rất đắt. Trung Quốc cần một lý do để phát động một cuộc chiến trừng phạt, giống như đã từng dạy cho Việt Nam một bài học năm 1979. Và như mọi cuộc chiến tranh, Trung Quốc cần một sự kiện, giống như sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Tờ Quân Giải phóng Trung Quốc ngày 17 tháng 6 đưa tin, ngày 13 tháng 6, một biên đội chiến hạm hạm đội Nam Hải được triển khai tập trận bắn đạn thật 4 ngày liên tục ở Biển Đông. Lực lượng này đã diễn tập các nội dung tấn công tàu ngầm, phòng ngự phòng không, bắn đạn thật cùng một lúc với lệnh huy động tái ngũ các quân nhân hải quân có kinh nghiệm và tinh thông kỹ thuật. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2016, chiếc máy bay Su-30 MK2 cất cánh lúc 6 giờ 30 và đến 7 giờ 29 thì mất liên lạc, bị rơi sau một tiếng nổ lớn trong khoang lái. Theo lời kể của thiếu tá Tường, khi chỉ còn cách mục tiêu tập luyện 15 km và cách bờ chỉ khoảng 20 km, cả hai phi công đều kịp bung dù và rơi xuống biển. Sau đó, thông tin xác minh Su-30 MK2 bị vỡ thành nhiều mảnh vụn. Ngày 15 tháng 6, có vẻ như thấy được điều gì đó, Mỹ lập tức điều 4 máy bay tấn công điện tử cùng 120 sĩ quan quân đội tới Philippines. Scarborough của Philippines đã được đề phòng. Lúc 3 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được một ngư dân tên Lê Văn Cường phát hiện và đưa vào bờ. Nguyễn Hữu Cường sức khỏe tốt, chỉ bị xây xước do dây dù. 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, chiếc máy bay thứ hai Kasa 212 cất cánh từ Gia Lâm bay ra đảo Bạch Long Vĩ tìm kiếm thượng tá Trần Quang Khải. Khi phát hiện vật thể giống phao bơi, đã xin phép hạ độ cao bay vòng xuống thì mất liên lạc, rơi xuống biển lúc 12 giờ 30 phút.
Trên máy bay có 9 người do Đại tá Lê Kim Toàn, Lữ trưởng Lữ đoàn 918 điều khiển. Sau đó, trong 2 ngày liên tiếp, người ta tìm thấy rất nhiều mảnh vụn của CASA 212. Bình luận với BBC hôm 17 tháng 6 năm 2016, trước hết, ông Nguyễn Thành Trung, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng chiếc CASA 212 chắc chắn bị va đập một lực rất mạnh khi rơi xuống biển qua những thông tin ông biết được và qua các hình ảnh về các mảnh xác phi cơ được tìm kiếm, cứu hộ của Cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 20 tháng 6, báo Petrotime đưa tin Mỹ điều một lúc hai biên đội tàu sân bay dẫn đầu bởi tàu hạt nhân John Stennis và Ronald Reagan đến vùng biển phía nam của Philippines nhằm ngăn cản những hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Tờ Nhật báo Asahi dẫn nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ để tạo áp lực lên Trung Quốc. Theo Asahi, trong tháng này, Mỹ cũng sẽ triển khai tại căn cứ quân sự Clarkfield ở Philippines 4 máy bay tác chiến điện tử. Nhiệm vụ của chúng là gây nhiễu các radar mà Bắc Kinh triển khai trên những hòn đảo nhân tạo. Rõ ràng, hai chiếc máy bay của Việt Nam gặp sự cố đều xảy ra đột ngột trong lúc hoạt động bình thường và thời tiết tốt. Xác của chúng vỡ thành những mảnh vụn rơi từ một độ cao thấp và phía bên trong hải khung phận của Việt Nam. Thời gian còn lại trước phán quyết của PCA không còn nhiều. Sẽ có những sự kiện khác, sẽ tiếp tục có các cuộc tập trận bắn đạn thật. Sẽ có tàu hải quân Việt Nam bị bắn chìm do nhầm lẫn vi phạm hải phận. Sẽ có tàu thuyền Trung Quốc bị cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ. Và sẽ có binh lính hải quân Trung Quốc bị bắn chết tại Trường Sa lớn hay đảo Song Tử Tây. Nếu không kịp hành động trước thì sự cố sẽ xảy ra ngay sau công bố của PCA, tức là sau ngày 7 tháng 7 năm 2016. Bằng mọi cách, đảo Trường Sa lớn của Việt Nam sẽ phải bị tiêu diệt và Trung Quốc sẽ đổ bộ xuống toàn bộ những hòn đảo này đang hiện diện dưới sự quản lý của Việt Nam. Lính hải quân và nhân dân trên những hòn đảo nhỏ này khó tránh thoát được những biến cố tới đây. Thể diện và uy tín quốc tế của Trung Quốc là không thể giữ được. Trung Quốc sẽ đánh đổi bằng lợi ích chiến lược lâu dài, chiếm đoạt chủ quyền toàn bộ Biển Đông, cho phép Trung Quốc chiếm lại ngôi vị bá chủ và chia đôi Thái Bình Dương. Với Việt Nam, hiển nhiên Biển Đông là toàn bộ sự sống của quốc gia và dân tộc. Cuộc chiến tranh trên biển sẽ kết thúc chóng vánh, bởi Việt Nam chưa có một hiệp định an ninh với Mỹ hay một hiệp định đồng minh với Nhật. Nếu Mỹ và Nhật không có căn cứ pháp lý để can thiệp, thì Trường Sa của Việt Nam chỉ một đêm là về tay Trung Quốc. Và một khi đã lọt vào tay Trung Quốc thì Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca sẽ trở thành đá chữ thập, gạc ma, vành khăn, thành Hoàng Sa, không bao giờ trở lại với Việt Nam nữa nếu không có một cuộc chiến tranh chính thức và kết thúc bằng sự đầu hàng vô điều kiện của Trung Quốc. Bao giờ và khi nào Việt Nam đủ sức đơn phương chiến tranh với Trung Quốc, sẽ đến lúc nào đó con cháu Việt giàu có và mạnh hơn Trung Quốc. Nhật Bản đang mạnh hơn Trung Quốc về kinh tế và trình độ phát triển. Nhưng một cuộc chiến thì Nhật đơn phương không phải là đối thủ. Một cuộc chiến dù trên Biển Đông và dù có thể kết thúc trong vài giờ, nhưng nguy cơ lây lan là không thể tránh, và nguy cơ mất nước không thể không tính đến. Người Việt có thói quen dọn dẹp nhà cửa trước khi đón khách, trước khi đối phó kẻ địch đến từ bên ngoài, phải dọn dẹp kẻ địch ở bên trong. Phải đóng cửa tất cả biên giới và phong tỏa những nơi có người Trung Quốc. Trước khi có chiến tranh biên giới năm 1979, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và ông Nguyễn Đức Tâm đã dọn sạch người Hoa tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Phải vô hiệu hóa chân tay và gián điệp Hà Nam Trung Quốc nằm trong bộ máy đảng và chính phủ. Những bọn này có thể đang có mặt ở khắp nơi, trong Bộ Quốc phòng và có thể là Bộ Công an. Cần gấp một cơ chế để Mỹ có quyền can thiệp trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Bởi nguyên tắc bất gì bất dịch của Trung Quốc là bằng mọi giá tránh chiến tranh trực tiếp với Mỹ, Trung Quốc sẽ dừng lại ngay trước khi Mỹ tham chiến, dàn xếp tay đôi với Mỹ. Nếu không bị ràng buộc vào một hiệp định, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào đều không thể thoát khỏi được nguyên lý. Nếu không mua được bằng lợi ích thì sẽ mua được bằng rất nhiều lợi ích. Trong khi Mỹ rất cần một lý do đủ quan trọng để áp dụng lệnh cấm vận toàn diện với Trung Quốc, bằng cách đó sẽ làm cho Trung Quốc suy sụp, không còn sức tham vọng bá chủ. Nếu không có một hiệp định để công khai chấn áp Trung Quốc, Mỹ sẽ can thiệp để sau đó lấy cớ trừng phạt và kẻ thua thiệt lại là